Hà xin chào tất cả các em học sinh lớp 9 trường trung học cơ sở Chu Văn An, quận 11. Hôm nay, thầy và các em sẽ cùng nhau ôn tập các kiến thức liên quan đến hình học trong chương 1 của toán 9 mà chúng ta đã học trong thời gian qua. Nội dung gồm có 2 phần. Phần thứ nhất là các hệ thức lượng trong tam giác vuông và phần thứ hai là tỷ số lượng giác của góc nhọn. Rồi, chúng ta bắt đầu bài học. Rồi, thứ nhất là chúng ta ôn về hệ thức lượng trong tam giác vuông. Như chúng ta đã học thì chúng ta có 4 cái hệ thức lượng trong tam giác vuông. Thứ nhất là trong một tam giác vuông, bình phương mỗi cạnh góc vuông bằng tích của cạnh huyền và hình chiếu của cạnh góc vuông đó trên cạnh huyền. Hệ thức lượng thứ hai, trong một tam giác vuông, bình phương đường cao ứng với cạnh huyền bằng tích hai hình chiếu của hai cạnh góc vuông đó trên cạnh huyền. Hệ thức thứ ba, trong một tam giác vuông, tích hai cạnh góc vuông bằng tích của cạnh huyền và đường cao tương ứng. Và hệ thức thứ tư, trong một tam giác vuông, nghịch đảo bình phương, đường cao ứng với cạnh huyền bằng tổng nghịch đảo của bình phương hai cạnh góc vuông. Mà trong quá trình học, thầy cô tóm tắt thành các bạn ghi nhớ. Vuông bình bằng huyền chiếu, cao bình bằng chiếu chiếu, vuông vuông bằng huyền cao, 1 trên cao bình bằng 1 trên vuông bình, cộng 1 trên vuông bình. Và thêm vào đó là định lý Pythagore nữa. Đây, bây giờ chúng ta sẽ áp dụng những điều đã học này vào giải các bài tập ôn sau đây. Thứ nhất, cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH. Biết HB bằng 4cm, HC bằng 9cm. Câu A, tính AB, AC, AH, BC. Câu B, gọi D, E lần lượt là hình chiếu của H trên AB và AC. Chứng minh AB nhân AD bằng AC nhân AE. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ áp dụng những điều đã học về hệ thức lượng để giải bài tập này. Rồi, chúng ta có hình vẽ như sau. Đúng với những gì đề bài cho ở phần giả thiết. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ áp dụng các hệ thức lượng trong tam giác vuông vào việc giải hai cái câu của bài số 1 này. Rồi, giờ câu thứ nhất. Tính độ dài của AB, AC, AH, BC. Rồi, với những số liệu mà đề bài cho thì chúng ta có thể trong 4 đoạn này chúng ta tính được đoạn nào trước nè. Có phải là đoạn BC không? Đây, chúng ta quan sát đoạn BC thì dễ dàng lấy BH cộng với HC. Vậy chúng ta tính được đoạn BC trước. Rồi, là 13cm. Rồi, sau khi tính được BC 13cm rồi, bây giờ chúng ta còn lại là AB, AC, AH. Đúng nè, thì giờ chúng ta coi. Nếu chúng ta áp dụng vuông bình bằng huyền chiếu, thì chúng ta có thể áp dụng được cạnh nào nè? Cạnh AB. Đúng không? Cụ thể là trong tam giác ABC vuông tại A và có AH là đường cao. Chúng ta áp dụng được cái hệ thức lượng vuông bình bằng huyền chiếu vào cạnh góc vuông AB. Thì chúng ta sẽ có AB bình bằng BC nhân với BH. Rồi, lắp các số liệu vào và chúng ta tính được AB là 2 căn 13cm. Rồi, bây giờ tới cái hệ thức lượng thứ hai, cao bình bằng chiếu chiếu. Vậy có thể áp dụng để tính được cái đường cao AH này hay không? Chúng ta thấy cao bình bằng chiếu chiếu, vậy AH bằng HB nhân với HC. Mà HB với HC đều có số liệu hết, chúng ta lắp vào và chúng ta tính được AH là 6cm. Vậy bây giờ còn lại cạnh AC. Thì như hồi nãy, ngoài việc là áp dụng vuông bình bằng huyền chiếu, vậy liệu cái hệ thức lượng thứ ba này sau khi đã tính được các độ dài ở trên, chúng ta có áp dụng được không nè? Chúng ta thấy vuông vuông bằng huyền cao có thể áp dụng vào để tính AC. Vậy từ đó chúng ta có AB nhân AC bằng BC nhân với AH và lắp các số liệu vào, chúng ta tính được cái cạnh AC có độ dài là 3 căn 13cm. Vậy là thông qua cái câu A ở bài số 1, chúng ta là áp dụng được các hệ thức lượng số 1, số 2, số 3 vào việc tính độ dài của các đoạn thẳng mà người ta yêu cầu. Rồi, ngoài việc tính độ dài của các đoạn thẳng thì bây giờ chúng ta còn vận dụng hệ thức lượng vào việc chứng minh. Chúng ta qua câu B. Gọi D, E lần lượt là hình chiếu của H trên AB và AC. Chứng minh AB nhân AD bằng AC nhân AE. Đây, chúng ta có hình vẽ sau. Thì thật ra cái hệ thức AB nhân AD bằng AC nhân AE chúng ta đã gặp ở dưới lớp 8 rồi. Bằng cách là áp dụng chứng minh tam giác đồng dạng, đúng không nè? Nhưng mà hôm nay chúng ta sẽ làm cho cái bài toán nó đơn giản hơn bằng cách là chúng ta sẽ áp dụng hệ thức lượng trong tam giác vuông để chúng ta giải. Rồi, thì bây giờ chúng ta có hai cái tam giác, một tam giác màu xanh là tam giác AHB vuông tại H có HD là đường cao.
và một cái tam giác vuông thứ hai là tam giác vuông màu vàng AHC vuông bạn H có đường cao là HE. Vậy bây giờ chúng ta coi hai cái tam giác vuông này liên quan như thế nào với hai cái tích chúng ta cần chứng minh. Thì chúng ta thấy nếu trong tam giác AHB thì cái tích AB nhân AD có phải là huyền nhân chiếu không? À, mà huyền nhân chiếu chúng ta học ở đây nó sẽ bằng vuông bình. Được chưa? À, vậy là trong tam giác ABH vuông tại H đường cao HD. Vậy bây giờ cái cạnh góc vuông nào bình phương lên thì sẽ bằng huyền nhân chiếu. Cụ thể là bằng AB nhân AD, có phải là AH bình không? À, vậy chúng ta có AH bình bằng AB nhân với AD. Vậy bây giờ qua tam giác ACH vuông tại H và đường cao HE thì AC nhân AE sẽ bằng cạnh góc vuông nào bình phương? À, nó cũng là bằng cạnh AH bình phương luôn. Được chưa? Vậy là từ hai điều này chúng ta dẫn đến là AB nhân AD bằng AC nhân AE. Và sau khi chứng minh được hai cái tích này bằng nhau thì thầy cô lại lưu ý là gì? À, sau này chúng ta lại dùng hai cái tích này để chứng minh được các cặp tam giác đồng dạng. Chẳng hạn như cặp thứ nhất là cặp ADE và ACB. Chúng ta sẽ chứng minh được đồng dạng trường hợp cạnh. Góc là cái góc BAC chung. Còn cái cạnh là chúng ta sẽ lấy các cạnh tương ứng tỷ lệ từ hai cái tích AB nhân AD bằng AC nhân AE. Tương tự như vậy, chúng ta cũng chứng minh được tam giác ACD và tam giác ABE đồng dạng trường hợp cạnh góc cạnh. Rồi, đó là điều chúng ta cần ghi nhớ. Nếu như chúng ta chứng minh được hai cái tích AB nhân AD bằng AC nhân AE để chúng ta vận dụng vào những cái câu chứng minh có thể liên quan tới các cặp tam giác đồng dạng mà chúng ta cần phải chứng minh trước. Rồi, đó là bài số 1. À, chúng ta đã vận dụng hệ thức lượng để tính độ dài và chứng minh. Bây giờ, trong thực tế hệ thức lượng có áp dụng được không nè? À, chúng ta có một bài tập đơn giản sau đây. À, một người thợ sử dụng thước ngắm có góc vuông để đo chiều cao một cây dừa với các kích thước đo được như hình bên. Hãy tính chiều cao của cây dừa. Đây, thì cái chiều cao của cây dừa cho hình vẽ của mình tức là cái đoạn AC. Thì bây giờ suy nghĩ đơn giản, chúng ta thấy cái đoạn AC này có phải là đoạn AB cộng với đoạn BC không? À, bây giờ làm sao chúng ta tính được đoạn AB, đoạn BC chúng ta cộng lại là sẽ ra AC, đó là chiều cao của cây dừa. Đây, bây giờ AB chúng ta tính bằng cách nào? Thì quan sát trên hình vẽ chúng ta thấy AB có phải là nó nằm trong hình chữ nhật ABDE không nè? ABDE. Được chưa? Thì trong cái hình chữ nhật này chúng ta có ba góc vuông, đó là góc A nè, góc B nè và góc E nè. Được chưa? Vậy là chúng ta có thể kết luận đó là hình chữ nhật. Mà nếu nó hình chữ nhật rồi thì đúng đó chúng ta sẽ có các cạnh đối bằng nhau. Cụ thể là chúng ta sẽ có cạnh AB bằng với cạnh DE. Và kế tiếp là chúng ta sẽ có cạnh BD bằng với cạnh AE. Vậy từ đó chúng ta sẽ chuyển từ các số liệu trên hình vẽ qua cạnh AB là 1,5m và cạnh BD là 2,25m. Đây, vậy là chúng ta chứng minh nó hình chữ nhật, chúng ta tìm được độ dài của các đoạn thẳng liên quan tới bài giải của mình. Rồi, bây giờ chúng ta đã tính được AB rồi, bây giờ còn BC. À, thì trên hình vẽ chúng ta thấy xuất hiện cái tam giác ADC vuông tại D có đường cao ứng với cạnh huyền là DB. À, đường cao biết rồi, AB trong tam giác vuông đó nó là hình chiếu không nè. À, còn BC, BC cũng là hình chiếu. Mà chúng ta đã đọc học của hệ thức lượng là gì? Cao bình bằng chiếu chiếu. Vậy đưa vào tam giác ADC vuông tại D có đường cao DB, chúng ta sẽ có được là DB bình bằng AB nhân với AB nhân với BC. Và từ đó tìm cách BC bằng là lấy DB bình chia cho AB, lắp các số liệu vào, chúng ta tính được BC là 3,375m. Rồi, sau khi có BC rồi thì việc tính độ dài AC trở nên dễ dàng. Chúng ta lấy AB cộng với BC và chúng ta có được là đoạn AC sắp xỉ là 5m. Vậy từ đó dễ dàng trả lời câu hỏi. Vậy cây dừa cao khoảng 5m. Rồi, đó là một ứng dụng nhỏ vào thực tế để chúng ta học
như bạn hỏi học hình học có ứng dụng gì hay không, thì đó là một ứng dụng nhỏ để chúng ta thấy việc đưa hệ thức lượng của tam giác vuông vào bài các bài toán thực tế. Đây, bây giờ chúng ta qua vấn đề thứ hai mà thầy đã đề cập trước, đó là tỷ số lượng giác của một góc nhọn. Thì cũng giống như hệ thức lượng trong tam giác vuông, chúng ta phải đưa vào một tam giác vuông. Thì tỷ số lượng giác của một góc nhọn thì chúng ta cũng phải đưa góc nhọn của nó vào một tam giác vuông. Để làm gì? Để chúng ta xác định được cái cạnh đối của cái góc nhọn đó và cạnh kề của góc nhọn đó. Để từ đó chúng ta hình thành các tỷ số lượng giác sin, cos, tan, cotan mà chúng ta đã học. Sin alpha thì bằng cạnh đối chia cạnh huyền. Cos alpha thì bằng cạnh kề chia cạnh huyền. Tan alpha thì bằng cạnh đối chia cạnh kề. Cotan alpha thì bằng cạnh kề chia cạnh đối. Mà chúng ta có cái mẹo nhớ là gì? Xin đi học, cứ khóc hoài, thôi đừng khóc, có kẹo đây. Được chưa? Rồi, đó là cái mẹo nhớ về định nghĩa của bốn cái tỷ số lượng giác của góc nhọn. Mà từ đó chúng ta ghi nhớ một điều là gì? Các tỷ số lượng giác luôn luôn là một số dương, đặc biệt là sin alpha và có alpha là luôn luôn nhỏ hơn 1. Và thông qua các định nghĩa tỷ số lượng giác, chúng ta cũng chứng minh được một cái tính chất là nếu mà hai góc phụ nhau, tức là hai góc cộng nhau bằng 90 độ, thì sin góc này sẽ bằng cos góc kia và tan góc này bằng cotan góc kia. Và từ đó, và cũng từ cái định nghĩa tỷ số lượng giác này, chúng ta đã chứng minh được bốn công thức nêu lên mối quan hệ của các tỷ số lượng giác của cùng một góc. Chẳng hạn như tan alpha thì bằng sin alpha chia cos alpha. Cotan alpha thì bằng cos alpha chia sin alpha. Và từ đó dẫn đến là hai cái thằng này là nghịch đảo của nhau, thì dẫn đến là tan alpha nhân cotan alpha bằng 1. Và cuối cùng là sin bình alpha cộng cos bình alpha bằng 1. Và cũng từ cái định nghĩa của tỷ số lượng giác, chúng ta đã dẫn đến cái hệ thức liên hệ giữa cạnh và góc trong tam giác vuông. Đó là hai cái hệ thức. Vuông bằng huyền nhân sin góc đối, hoặc là bằng huyền nhân với cos góc kề. Vuông ở đây thầy nói vắn tắt của cạnh góc vuông đó. Hoặc là vuông này bằng vuông kia nhân tan góc đối, hoặc bằng vuông kia nhân với cotan góc kề. Và tất cả những điều chúng ta học trong cái bài tỷ số lượng giác giúp cho chúng ta giải được tam giác vuông. Giải tam giác vuông là đi tìm tất cả các cạnh, các góc của tam giác vuông. Và người ta đã đưa đến một điều lưu ý chúng ta cần nhớ là một tam giác vuông giải được khi chúng ta biết được một là hai cạnh, hai là một cạnh và một góc nhọn. Đây, bây giờ chúng ta sẽ vận dụng các điều ôn tập này vào giải bài tập thực tế sau đây. Một màn hình chiếu hình chữ nhật được đặt ở độ cao AB là 1,8m so với tầm mắt, tính từ mép dưới của màn hình. Để nhìn rõ nhất, bạn An ngồi cách màn hình chiếu một khoảng OA là 2,4m. Hỏi màn hình chiếu có chiều cao BC là bao nhiêu? Biết góc nhìn BOC của bạn An là 16 độ. Và ở đây, bài tập này người ta yêu lưu ý là số đo góc làm tròn đến độ, còn độ dài đoạn thẳng là làm tròn đến chỉ số thập phân thứ nhất. Đây, bây giờ chúng ta sẽ điền các số liệu vào hình vẽ ha, để chúng ta định hướng cách vẽ của mình. Thứ nhất là AB là 1,8 mét. Rồi, thầy ghi là 1,8. AB là 1,8. Rồi, OA là 2,4. OA là 2,4. Rồi, kế tiếp, góc BOC là 16 độ. Góc BOC 16 độ. Rồi, đó là các giả thiết đề bài cho chúng ta. Rồi, bây giờ chúng ta định hình, chúng ta sẽ tính đoạn BC như thế nào? Sẽ suy nghĩ một cách đơn giản. BC của mình sẽ bằng gì nè? Bằng AC trừ AB. Thì giờ trong hai đoạn AC và AB chúng ta đã biết được đoạn nào? Có phải dựa trên hình vẽ chúng ta đã biết được đoạn AB là 1,8m không nè? Vậy bây giờ nhiệm vụ còn lại chúng ta chỉ cần tính đoạn AC là xong. Thì bây giờ áp dụng bài học giải tam giác vuông. Chúng ta sẽ đưa AC vào tam giác vuông nào nè? Chúng ta thấy trên hình vẽ AC nó nằm trong tam giác CAO vuông tại A. Đây, giờ chúng ta coi tam giác vuông này biết được gì rồi? Biết được một cạnh là cạnh OA là 2,4m. Vậy theo bài học, một là chúng ta phải biết được một cạnh, hai là chúng ta phải biết được một góc nhọn. Thì giờ quan sát số liệu người ta cho thì mình thấy
ở đây người ta cho góc. Góc BOC là 16 độ. Mà góc BOC cộng với góc AOB thì nó sẽ ra góc AOC của tam giác vuông ACO, đúng không nè? Vậy bây giờ chúng ta sẽ chọn trường hợp là một cạnh và một góc nhọn. Và bây giờ ở đây nhiệm vụ chúng ta chỉ cần đi tính cái góc nhọn AOB này nữa là xong. Đó thì cũng áp dụng bài học giải tam giác vuông. Vậy chúng ta coi coi cái góc nhọn AOB nó nằm trong tam giác vuông nào. Quan sát trên hình vẽ chúng ta thấy cái góc nhọn AOB nó nằm trong tam giác vuông AOB vuông tại A. Rồi, trong tam giác vuông nó biết được gì? Biết được cạnh AB là cạnh đối của góc AOB, và cạnh AO là cạnh kề của góc AOB. Vậy tôi đoán nó liên quan đến tỷ số lượng giác nào? Một là tăng, hai là cô tăng. Thôi để cho lành, chúng ta sẽ dùng tăng để tính cho lẹ ha. Rồi vậy ta đưa vào tam giác OAB vuông tại A, ta có tăng của góc AOB thì sẽ bằng AB chia cho OA. Rồi lắp các số liệu vào, 1,8 chia cho 2,4, và từ đó chúng ta tìm được góc AOB sắp xỉ 37 độ. Vậy từ đó dễ dàng tính được góc AOC bằng cách lấy góc AOB cộng góc BOC. Chúng ta có được nó là 53 độ. Rồi vậy là tam giác vuông ACO bây giờ đã biết được một cạnh là AO 2,4 m và một góc nhọn AOC là 53 độ, thì từ đó dễ dàng tính được cạnh AC thông qua hệ thức vuông này bằng vuông kia nhân với tăng góc đối. Rồi lắp các số liệu vào, chúng ta tính được AC sắp xỉ 3,2 m. Mà nếu có AC rồi thì việc tìm BC trở nên đơn giản. Chúng ta lấy AC trừ AB và từ đó chúng ta tính được BC là 1,4 m. Vậy từ đó chúng ta tính được chiều cao của màn hình là khoảng 1,4 m. Rồi, đó là một ứng dụng nhỏ của tỷ số lượng giác vào việc giải một bài toán thực tế. Rồi, vậy là thông qua các bài tập ngày hôm nay chúng ta cần ghi nhớ các kiến thức sau đây. Thứ nhất là bốn cái hệ thức lượng trong tam giác vuông. Thứ hai là tỷ số lượng giác trong góc nhọn và đưa đến các điều lưu ý mà thầy đã trình bày ở trên cái màn hình. Thì thầy mong rằng sau tiết ôn tập này chúng ta sẽ nhớ được cái ghi nhớ cuối cùng này ở trên màn hình ha, và từ đó vận dụng với nó một cách nhuần nhuyễn vào việc giải các bài tập và hoàn thiện cái bài kiểm tra định kỳ giữa học kỳ 1 sắp tới một cách hoàn hảo. Rồi, đó là những gì thầy đã cùng với các em ôn lại về hình học trong chương 1. Thì mong rằng qua cái tiết ôn tập ngày hôm nay sẽ giúp các em nhớ lại những gì mình đã học ở cái chương 1 hình học và vận dụng nó vào việc giải cái bài kiểm tra định kỳ giữa học kỳ 1 sắp tới một cách hoàn hảo. Xin chào và hẹn gặp em lại các em ở bài học sau.